một cách khác nữa là một có là để tivi ở trên đó mà coi rất là khó chịu mắt. Hồng Sâm đang đứng với hai cô chủ tên rất là dễ thương, Thu Thảo, giống gần như là ca sĩ. Hai chị thấy như thế nào khi thấy cái tiệm của mình được trang trí lại? Em đây là lần thứ nhì em xuống cái tiệm này. Lần đầu tiên em xuống là nhất cái vách tường ngoài sau, nó là một màu đỏ sậm, nhìn cái tiệm rất là tối và u ám. Thì em cũng muốn cái tiệm sáng sủa một chút xíu, nhìn vô là bắt mắt một chút. Nhưng mà bây giờ những cái màu này rất là đẹp, nhìn rất là high class, em rất là thích. Rồi còn người đẹp này sao? Người đẹp này là gọi là thật ra mấy ngày em ra với tiệm mà em không biết phải bắt đầu từ đâu vậy. Giống như nó nhìn nó một mớ, nó rối bồng bông, em không biết phải trang trí như thế nào để nhìn cho nó bắt mắt cho cái khách tới với tiệm mình. Nhưng bây giờ chị Hồng Sâm làm lại thì em đi ra ngoài trước em nhìn em nói amazing, it look like a different store, it's not my store. Ok. Yeah. Thảo có thể chia sẻ cái chặng đường mà salon Dream Darling của Thảo như thế nào cho khán giả biết một chút xíu. Tụi em là it take us a couple of weeks mà still don't know what to do. Xong khi đó tụi em mới đổi cái màu sơn á, thì đó là một cái mistake, tại tụi em chọn ngay cái màu sơn mà thật ra nó không có phù hợp với cái theme của cái tiệm. Cho nên lời khuyên cho các bạn, nếu mà muốn nhờ chị Hồng Sâm remodel á thì phải wait for her, so she suggest you what color you can use. Tại vì giống như tụi em mấy cái mistake lấy màu xong rồi nó không có hợp với cái theme nào của cái tiệm hết. Nhưng mà may nhờ cái magic hand của chị Sâm cho nên bây giờ nó trở nên đẹp đẽ như vậy. Oh, thank you. Magic hand nha. Bây giờ nó chọc mình là bàn tay phù thủy. Okay. Nói chung là Thảo rất là dễ thương, có như là mấy đại khái là cả hai vợ chồng và cả chồng của chị Thu nữa là rất là muốn Hồng Sâm giúp, nhưng mà cứ sợ là Hồng Sâm bận quá không có thời gian cho nên muốn phụ làm trước. Ai ngờ đâu đè sơn hết đã đời xong Hồng Sâm vụt xuống máy bay hỏi cái nó chứ chịu em sơn rồi mà nó ghê quá. Nó ghê quá mà biết sao. Cái Hồng Sâm nói chứ không biết ghê cỡ nào, tại có nhiều cái tiệm Hồng Sâm đã giúp và họ cũng tự sơn nó ghê không tưởng tượng được. Tới đây mình nhìn mà nói chứ đúng là ghê thiệt các em ơi. Nhưng mà sau đó thì cái chỗ này đi mua đồ thì rất là xa quý vị, lái cũng phải là 45 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ, chưa tính kẹt xe mới tới được cái chỗ mua đồ, đi curtain, đi tiệm này tiệm kia. Nhưng mà hên cái là Home Depot đi bộ mấy bước tới thôi, cho nên vì vậy mua sơn mua đồ đem về sơn liền cái chỗ đó và sơn cái phòng quét luôn. Cho nên thay đổi được cái màu sơn thì rất là trong vòng một tiếng mấy đồng hồ ha, mà cái tường đã sầm xong hết và thách chấp hết mọi thứ. Và trang trí thì nói chung là ngày hôm nay từ sáng đến giờ vừa làm xong cái tiệm này. Thì đây là cũng người hùng. Em muốn cái này, em muốn này. Nhưng mà nói chung là cảm nghĩ, coi như là bất cứ người khách nào, quý vị đừng có ngại, là tại vì đôi khi mình không mường tượng được, mình chỉ biết mình muốn thôi nhưng mà mình không có tưởng tượng được đó là cái gì. Thì khi Hồng Sâm tới, Hồng Sâm làm cũng vậy, không thể nào giải thích cho các bạn biết hết được là cái đầu của mình nó đang nghĩ cái gì. Cho nên khi mình gắn cái này lên người ta, ủa gắn làm gì, rồi gắn kia làm gì. Nhưng mà khi gắn xong rồi, thì ra là như vậy. Cho nên đôi khi có nhiều người hỏi riết mà nó hết giờ. Không có giờ làm. Nhưng mà những các bạn ở đây thì rất là cooperate, rất là giúp để mà làm cho nó nhanh hơn. Rồi bây giờ ngoài cái đó ra thì khi mà chọn những cái service của công ty Luxor thì Thảo có những cái cảm nghĩ gì để chia sẻ? Tại vì quý vị biết là mình quên phải nói tới là cái chương trình này được bảo trợ bởi công ty Luxor. Có nghĩa rằng là tiền máy bay, tiền ăn ở là công ty Luxor bảo trợ hết. Chỉ có tiền công là Hồng Sâm không lấy thôi. Thì nếu mà quý vị nào biết Hồng Sâm rồi thì khi mà nói không lấy thôi là biết rồi.
là tại vì cái nghề của Hồng Sâm là bác sĩ thảo dược chứ không phải đi trang trí tiệm. nhưng mà tại rất là đam mê và cũng thích và có khiếu, cũng với lại cũng ngày xưa Hồng Sâm có nhiều tiệm nail cho nên cũng muốn give back cho cái ngành nail của mình. Hồng Sâm muốn ngành nail của mình lúc nào cũng càng ngày càng mạnh lên. Tại bây giờ mình đang là cái người là đứng đầu leader trong cái ngành nail của tại hải ngoại, thì tại sao mình không tiếp tục mình improve, mình làm đẹp hơn để cho cái ngành nail của mình mỗi ngày một phát triển hơn, và mình người Việt Nam vẫn là người đứng đầu trong ngành nail đúng không? Cho nên Hồng Sâm cũng rất là muốn tới để hỗ trợ. Và mọi người hỏi là nếu mà chị đi làm miễn phí như vậy thì có một cái lợi gì không? Dĩ nhiên có một cái, có nghĩa là khi mà tiệm quý vị làm đông khách rồi, có khách nhiều tới, thì Hồng Sâm chỉ cần xin là quý vị cho Hồng Sâm lại cái số tiền hỗ trợ cho những cái hội từ thiện mà Hồng Sâm đang hỗ trợ thôi. Có nghĩa là mình chỉ cho quý vị biết chỗ nào mình đang hỗ trợ, thì quý vị cứ việc gọi tới đó để mà cho tiền cho người đó. Đó là cái cách mình làm. Cho nên nói trước tiên là cảm ơn công ty Luxor rất nhiều. Và thứ hai nữa là khi mà cái cảm nghĩ của em khi mà em mua những chiếc ghế, cái service và mọi thứ của công ty Luxor em thấy như thế nào? Thì em cũng may mắn khi mà tìm được cái công ty Luxor để mà mua ghế cho tiệm của em. Thì em có những cái ghế rất là xinh đẹp và matching với những cái bàn, nhưng mà thật ra cái cost đó thì nó không có a lot. We spend only like 16,000 for the whole thing, for the chair and the table. And for decoration đây thì chị Hồng Sâm tới help em thì nhờ cái magic hand, cho nên là mà chị chọn được những cái đồ nó đẹp nhưng mà cái giá thành nó cũng không có quá mắc. Thì em only spend under 2,000 right? For the decoration. Yes. Yeah. So I'm really happy about it. I'm so glad. I can make you happy. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã cho cơ hội cho chương trình Nail Today Show đến để cùng chia sẻ với các quý vị khác. Nếu quý vị nào có thắc mắc và muốn tiếp tục muốn cho Hồng Sâm giúp thì cứ inbox vào. Còn quý vị nào mà đang đợi Hồng Sâm tới, Hồng Sâm sẽ tới. Có điều là nhiều tiệm quá cho nên nó có thể nó hơi bị trễ hoặc là đợi một chút xíu. Nhưng mà ai gấp thì cứ gọi vào, Hồng Sâm sẽ FaceTime hoặc là qua video chat, text message. Thì Hồng Sâm cũng có thể làm được những cái việc như Hồng Sâm đang làm ở đây. Với điều kiện là quý vị phải mướn một người handyman để leo lên đóng, chứ nếu Hồng Sâm tới thì Hồng Sâm còn leo lên đóng đâu được. Còn nếu mà không có Hồng Sâm thì quý vị chỉ cần một người biết đóng và biết sơ thì là Hồng Sâm sẽ giúp quý vị được. Và một lần nữa Hồng Sâm muốn nhắc rằng là trong những chương trình Hồng Sâm làm thì hầu như là không có xây tường, không có đập tường, không có làm những cái construction. Nhưng mà Hồng Sâm có những cái tiệm Hồng Sâm đã tìm cách để làm cho thành một cái bức tường mà không cần phải đóng, phải đục, phải đẽo gì hết. Cho nên nó rất cho nên cũng rất là good. Cảm ơn quý vị rất nhiều, hai cô chủ rất nhiều. Và mong rằng chúc hai người tiệm càng ngày càng đông khách. Đóng thiệt đông để mai mốt hỗ trợ lại cho những chương trình từ thiện nha. Cảm ơn chị. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Nail Today Show ngày hôm nay. Tiệm ở Denver, Colorado. Nếu quý vị nào có thắc mắc có thể gọi vào số 1-866-904-7546. Và một lần nữa cảm ơn quý vị và cảm ơn công ty Luxor đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt. Cảm ơn chị nhiều. Trời ơi, có chị là tụi em không biết làm sao. You're welcome. Cảm ơn chị nhiều. I'm so glad I can get it done. Yeah.